Babylon dành cho Văn Hưởng. AC Rome sang Greg được cầm phía đối phương, quân bạn được đấy. Bên mình là Katha, Baby, AC, Min. Hoa Mai Nhi ở trong trận thiếu này là người được cầm Seng. Kiếm thủ Cam Quýt là người được cầm AC. Vâng, Seng, AC trong tay Cam Quýt, Hoa Mai Nhi. Tễu là người được cầm Roman. Và Greg trong tay kiếm thủ Xi Măng. Trong khi đó thì Mạnh Hào, anh là người được cầm Min Oan. Và cậu Hưởng là người cầm Baby Lon. U98 là người cầm Katha và Chim Sẻ Nắng là người cầm AC. Em hâm mà, anh có được tiền thì anh cũng không bao giờ ăn một mình cả. Thôi, thằng 90 đi trong tối anh em đi ăn buffet hải sản. Anh em cố gắng thằng 90 đi, anh em cố gắng thằng 90 đi tối. Tối mà được thưởng 5 triệu, hứa là đi ăn hết 5 triệu luôn, không ăn hết vứt ở tiệm, vứt ra đường. Đấy, được chưa? Không cầm về đồng nào được chưa? Ok chưa? Thoải mái chưa? Nếu không được thì thôi. Hứa 90 đi ăn hải sản. Thiếu thì sẽ bù. Ok, đây là màn hình máy Babylon của game thủ Văn Hưởng, bài đấu cầm Babylon ở đầu cánh. Và màn hình máy của game thủ Chim Sẻ Đi Nắng, em là người cầm Acidian ở đầu cánh bên kia, có đôi voi rồi. Bốn voi à? Hay là đôi đấy? Không, hình như là đôi voi thôi. Một bài đấu mà bên phía đối bạn có Seng, có AC, có Roman và Greg. Thế hay cùng hai chém rõ ràng cho game thủ bên phía team Hà Nam. Nhưng hoàn toàn có những trận đấu mà game thủ Hà Nhi có thể đánh chém để đưa về thế trận một mình game thủ Cam Quýt cầm AC đánh cung chủ lực. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào, anh là người được cầm Min Oan. Thế đánh cung A rồi. Thế đánh cung A nhưng quan trọng vẫn là đồ ăn. Và Mạnh Hào chưa thấy hiệu đầu đâu. Ở đây có voi này, một đôi. Còn một con rồi, hơi nhỏ. Và đây là U98, người được cầm Katharian. Có quả phụ, có 7 hiệu đầu, 6 con được đưa về nhà chính của mình. Cỗ đầu rất là xa. Sao lại U98 chọn quân? Và chọn quân thì chọn quân nào, nó tuyển tuyển đi chọn Katha làm gì anh? Chọn nhầm á? Thế còn tua lại không? Bết sẻ không tua được anh ơi. Vâng, lùa hiêu về cho game thủ U98. 6 con hiêu, 17 hiêu đầu, 6 con hiêu, vãi quả phụ. Để xe game thủ U98 có thể ép đời. Có lẽ em ra xem máy xem một chút để xem em có chỗ nào chui vào không. Thông tin báo về là 4 voi quả phụ, 5 voi, úi giời. Căng thế hả giời. Cái gì cơ? Thông tin báo về thì sẽ là Seng, game thủ Hoàng Mai Nhi đầu cánh này. Nhưng quan trọng Mạnh Hào phải đánh được cung. Bởi Mạnh Hào đánh cung chắc mút mắt. Và Mạnh Hào vẫn đánh cung, không sợ. Và bài 7 voi nhưng Chim Sẻ Nhắng và quả phụ. Kinh chứ ở rời. Và Sẻ đang muốn đánh chém. Hay 23 dân chém được, hay 26 dân đánh chém. Bài chỉ có một cánh rừng dừa, Chim Sẻ Nhắng một cánh rừng thông hướng vào mặt nhà của game thủ Văn Hưởng, người cầm Babylon. Ở hướng rồi, hướng nhà U98. Như vậy là Chim Sẻ Nắng sẽ đánh chém trận thiếu này. 26 dân đánh chém, công thức quen thuộc. Và như vậy sẽ tự nhận là chém chết xe. Kinh đời rồi. 747 với 26 dân của Acidian. Dây cam, dây nối cam không? Anh đi mượn. Anh đi mượn của bên Hà Nam rồi. Tiếp tục câu con voi về để cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Bài đấu nhẹ nhàng có 7 voi thôi và bãi quả phụ. Trận này Chim Sẻ Nắng sẽ cân xe kéo 22 chip voi đấy. Rồi, voi thứ 6 và chuẩn bị là voi thứ 7. Ôi sẽ khả năng kẹp xăm đấy, cẩn thận bài kẹp xăm đấy. Bài gì? Vâng, thông tin báo về bài Seng chết một dân của Hoàng Mai Nhi và dò tới 8% bản đồ trong trận thiếu này. 26 dân. Có khi con dò sẽ phải quật lại 12 giờ một tí. Một, đây Hoàng Mai Nhi Seng đầu cánh này mà, ngay từ đầu đã báo về thế rồi. À, màu 1. Màu 1 là Cam Quýt cầm AC. Khổ quá, đau đầu với các ông thật đây. Ngáo lắm rồi. Nhầm. Lại gặp 1-1. Kích đời rồi nhá.
Cơ cấu nông dân ăn vàng cho anh thủ chim chén áo. Một bài AC trong map Giratic đánh chém. Vì thời đầu trẻ tưởng là đối đầu với Seang trong tay anh thủ Amani, nhưng bây giờ là 1-1 cam quýt. Thực ra thì bài này đánh chém cho khỏe. Đánh cung bài này ít rừng, rất khó để thể cơ cấu. Chim chén đang đánh chém đã bắt đầu đào vàng, bo nhỏ bãi vàng của mình. Khá loàng hoàng, công giáp đầy đủ như ngựa giò nào. Và còn cả bãi quả phụ bấy hiểu để ăn hoàn nếu cần sau khi lên đời. Ở đây màu một đây này, đang đi đâu đây? Đang đi đâu đây? Cam quýt định làm gì ở đây? Và như vậy là quýt vừa mới kích đời. Ba nông dân. Công giáp đã đầy đủ. Vẩy e không? Không những gì muốn vẩy e của anh thủ chim sẻ nhắng. Đây là cam quýt đầu cánh ACDA. Chết một dân. Phá vẩy e cam quýt nhưng chưa bắt được giò của anh thủ chim sẻ nhắng. Em đang cố gắng chọc dân đối phương. Xem trên 12 giờ có ai không? Và thông tin báo về màu 3 Seang đánh cung. Màu 3 đánh cung. Tiếp tục trọng dần cảm quyết nào. Quyết sẽ không thể sống nổi trong trận đấu này khi đối đầu với cái thủ chim sẻ nhắng. Bài mà lạc đà kẹp cung R. Và 98 đã tự nhận đi được bài người cầm xe về phía đối phương. Ai thử gỗ bơm sẻ tí đánh hạ nào. Ai thử gỗ không? Và như vậy không ai thử gỗ để bơm sẻ cả, tự thân vận động. Một lạc đà và đẩy sang nhà đối phương. Ăn được tiếp dần của cảm quyết. Quyết còn chưa lên đời. Bài sẻ cầm ACDN đánh chém đang khá là đột biến. Không ai chém cho màu 1 này. Màu 1 vẫn chưa lên đời, ai là người chém cho màu 1 đấy? Có phút 13 và cầm quýt vẫn chưa lên đời này. Rồi vừa mới hóa đời xong. Vâng, thông tin báo về xi măng dâng L mà lại chém nhà U98 chứ không chém nhà sẻ. Nâng cấp chặt gỗ. Vâng, đây là nhà BA của ứng thủ cam quýt. Chém chết con tê đối phương. Chém xuyên được những con nông dân này. Rồi chém đi, vẫn chưa bánh xe cho cam quýt. Hay quá nhờ. Và đây khoanh ruộng dành cho quýt này. Vâng, hãy cùng chuyển sang những màn hình máy khác. Màn hình máy game thủ U98. Em là người được cầm Katharian đánh chém là đi vào nhà màu 3. Người cầm xem về phía đối phương game thủ Hoàng Mai Nhi. Có Mạnh Hào thì cầm cung A, cần gì thì hô lên anh Hào nhá. Đồng đội nhiều đồ lắm đấy. Vâng, tham lai là 16 U98. Em bị ai quản đấy? Màu 4, game thủ xi măng quản. Nhưng màu 4 12 giờ rồi. 14 12 giờ chơi thẳng nhà U98 này, bảo sao mà không có ai chơi nhà sẻ. Các bạn không biết sẽ kẹp xăm những nhà của màu 4 và nhà cam quýt. Màu 4 12 giờ sẽ ạ. Nó lao thẳng vào nhà U98 chơi này, chắc chắn là không biết nhà em ở kẹp xăm rồi. Đây là máy của game thủ Mạnh Hào. Anh ấy cầm cung A minh hoan. Cung A mới tạm thời là một áo và mới nhà 3 nhà BA. Còn đồng đội còn gì bơm nhận Hào tí cho nở tham ra nào. Tí thực tí gỗ đây. Vàng không cần, tự thân vận động. Ai có thực gỗ thì bơm bớt đây. Cung A 2 áo rồi. Và trở lại màn máy game thủ chim sẻ nhắng thì em là người được cầm những con lạc đà và cung R của ACDA. Quýt đang hit and run. Vâng, Quýt đang hit and run để bắt cung R của game thủ chim sẻ nhắng nhưng không được. Đây rồi, đục mặt này nữa. Lạc đà của game thủ chim sẻ nhắng đang có là khá nhiều. 1L, 1A để thi đấu. Vâng, tăng thêm nhà BA thứ 2 dành cho game thủ chim sẻ nhắng. Và có cung R bắn vào những bãi gỗ của game Quýt. Bàn này Quýt sẽ không nở được đâu. Còn bay cả bãi gỗ dưới này rồi. Màu 4 kẹp xăm này thì liệu game thủ chim sẻ nắng có thể lật lại nhà màu 4 được không? Vậy e, hay. Và vậy e game thủ chim sẻ nắng một quýt đang không để ý. Ôi giời ơi. Ui giời ơi. Vòng quýt không lớn nổi so với game thủ chim sẻ nắng, nhưng màu 3 đẩy quân ra rồi. Xem màu 3 lại đẩy cánh này. 3 nhà đánh cánh bên này nhá. 3 nhà đánh cánh bên này. Xin cảm ơn Linh Nguyễn gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 500 sao. Vâng, đây là máy của game thủ U98. Tham lai của em đang là 19/32. Nhận trách nhiệm là đi màu 3 nhưng bây giờ không đi được nữa rồi. Màu 3 đã tụ được khá nhiều cung R. Báo về màu 2 game thủ Roman Tiễu. Người được cầm Roman phía đối phương chuyển đánh sóc đơn và đang to. Và màn máy của game thủ Mạnh Hào. Đây, màu 2 đang lao vào nhà game thủ Mạnh Hào với những con sóc đơn của Roman. Các bạn có xem có Roman đang to. Màu 4/12 giờ chưa mất gì. Và như vậy là 3 nhà đang to, chúng ta mới đánh được mỗi nhà của màu 1. Cam quýt thôi. Đây rồi, bắt đầu để màu 2 này. Hưởng vào màu 2 đi nào, phải lấy được nhà màu 2 đi. Và Mạnh Hào đẩy cung A lên nhà màu 2 và Văn Hưởng cũng đã đến. Châu sọc đơn của chúng tôi này. Chơi đi anh ơi. Tăng A lên anh Hào nhá. Đang nâng tầm xa 7 cộng 4 cho những cung A rồi. Và đã là giáp 4 cho Mạnh Hào, cầm cung A minh hoan. Một trận chủ lực dành cho Mạnh Hào. Vâng, là tụ cung A đây, hãy cẩn thận một tên màu 3 đẩy xong nhà chim sẻ nắng lật từ 12 giờ xuống nhà anh đấy. Cả màu 4 đi vào là đau đầu đấy nhá. Bắn phù thủy đi. Đấy. Bây giờ chạy về hướng nhà anh nhá. Vẽ thêm ruộng cho Mạnh Hào. Màn máy của anh thủ chim sẻ.
Tân đẩy được màu 2 thì cho Mạnh Hào và Văn Hưởng là ok rồi. Sẽ tham lai 27 bị màu 1 đẩy ngược. Và đánh yếu được cái thủ cam kích rồi. Chứ bây giờ thì sẽ phải lật lại nhà màu 4 mất. Chứ để màu 4 này khỏe quá. Grake bên phía đối phương. Úi ôi. Quýt cũng banh bét rồi nhá. Quýt yếu rồi. Úi dồi ôi, pha vệ E cũng sẽ hay thế nhờ. Được đấy. Ăn dần cái thủ cam quýt nên cung của đội bạn cũng đang tụ được khoảng gần chục con. Tháp này chim sẻ nắng đang là 25/40 và Quýt chết quá nhiều dần trận thiếu này rồi. Màu 1 không chết hẳn luôn rồi đấy. Không không hồi được đâu. Còn mấy con nông dân này hồi bao giờ mới được. Đó, màn máy của game thủ U98 cố hồi lại được không em? Vẫn đang máy màu 3 tham lai 22 tươi đấy. Chủ lực của bạn nhà xấu lắm. Chủ lực của bạn xe ăn xấu á. Bảo vệ màu 2 lại chết thêm mã dần nữa. Màu 3 bị quấy liên tục đấy. Màn máy của game thủ Mạnh Hào bây giờ thì sẽ đến đất diễn của game thủ Mạnh Hào. Đấy đang tăng A điên cuồng và sẽ đẩy đến nhà bầu 4 12 giờ về phía đối phương. Lên bản đồ anh Hào ơi, kích cái bản đồ cái. Đội bạn nhiều quân đấy. Đang bản đồ Mạnh Hào cùng nhà chính nhận để phát triển khỏe hơn. Vẽ thêm ruộng nào. Và đẩy đến nhà màu 4 trên 12 giờ. Sắp đơn vào đây thì không có tuổi. Tầm này sắp đơn không có tuổi. Mạnh Hào màu 3 đến kìa. Đội bạn ốp Mạnh Hào sao này. Vào chú ý đẩy đến nhà màu 4 tên này và vẫn phải đẩy này. Quay cầu quân lên nhà màu. Vâng như vậy là đồng đội vào nhà màu 3 hết rồi. Mạnh Hào sẽ thủ được tên này thôi. Cái tên đi đẩy nhà màu 4 này phải lùi vào rừng đi. Không là màu 4 à màu 3 nó kéo quân lên bắt đấy nhá. Và đồng đội vào nhà màu 3 đi. Màn máy của hình thủ chim sẻ nhắng đang kết hợp cùng U98 vào nhà màu 3. Và Hoa Minh Nhi đã bị ngoáy là quá nhiều. Tham lai của game thủ chim sẻ đang là 23/44. Những con cung L Acidian kẹp với đó là một vài lạc đà. Và game thủ Hoa Minh Nhi cũng chỉ là bài 4 na thôi. Thế nhà quá xấu nhưng Hoa Minh Nhi đây không phải ưu thế phát triển cho những con cung L xem. Rất tốt. Nở thêm một tân quân mới đội bạn. Và tân này phải lùi thôi. 98 đâu rồi. Và thông tin báo về 98 đã ăn được ruộng chính của màu 3. Đây rồi. Và Mạnh Hào to khỏe ra đi. Màu 3 bay ruộng chính thôi đấy. Vâng, đội bạn còn một Grake trên 12 giờ và đang có những con cung L xem đứng kê. Bây nhiêu lạc đà của U98 chơi nhà Hoàng Mai Nhi thì không xoắn. Vâng, khả năng cao là Mạnh Hào sẽ xong một tân dân lên 4. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Vâng, tham lai của anh đang ở số là 81/108. Bung ra ăn thêm vàng anh Hào nhá. Lượng vàng hết rồi đấy. Màu 3 với chiếc tân dân to đấy. Ai có bơm cho Mạnh Hào tí nào. Nhà cứng luôn. Vâng, một chiếc nhà BS nữa nhà Mạnh Hào. Và hồi lại ruộng nào. Sẻ đang chim lợn cho Mạnh Hào xong một tân dân lên 4. Và Mạnh Hào sẽ phải đứng cung AK quanh nhà của mình. Cái tơn đẩy vào nhà màu 4 kia phải đứng im đấy. Ra khỏi cái sát mép bản đồ cánh rừng dừa này bị bắt ngay. Phải đứng im đây. Vẫn thông tin báo về tơn kia bị bắt rồi. Xong. Vậy phải đứng ở đây rồi. Màu 3 chết nhiều dân lắm. Không. Màu 3 chỉ có thể đôi bạn chỉ có thể đi ốp nhà anh thôi. Vâng, 500 sao đến từ anh Quang Phạm gửi cho game thủ trên sẻ nắng. Cảm ơn anh rất nhiều. Mạnh Hào đang bung ra để ăn thêm vàng trong trận thiếu này khi được cầm cung Amin Hoan. Vâng, chim sẻ nắng. Tham lai là 25. Đang tìm đất để hồi lại. Còn đây nhà màu 3 Hoàng Minh Nhi cũng đang tụ quân ở nhà thôi. Anh em lên nhà màu 4 một tơn không? Ông Hoàng Minh Nhi có quân ở dưới này rồi hay là có ông nào lên đóng phù không? Các bạn chỉ là Grake thôi. Vâng, màn hình máy của U98 đang soi tham lai. Còn tham mình đang đè. Vâng, 43 dân đến từ... Kìa. Vâng, đây là màn máy của game thủ chim sẻ nhắng. Đang đấu quân với game thủ Cam Quýt. Hai AC vã nhau và sẽ chơi được Cam Quýt khi sẽ đánh chém. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Tham lai của anh là 112/136 rồi. Vâng, sẻ đang chim lợn cho Mạnh Hào sóc chật lực dân tuần này. Vâng, làm cái nhà chính trên này ăn quả nào. Ok. Và màn máy của thủ U98 báo về 1-4 chạy lung tung á. Ơ, đây này, ok. Sao nhà 1-4 không có gì thật này. Bịp. Thôi không phải đẩy 1-4 anh Hào, đẩy thẳng 1-3 em cái. Vâng. Nhà 1-4 này có gì đâu. Thế nhà 1-3 xấu vãi trưởng á. Thật thì Mạnh Hào ở nhà lên 4 được rồi. Vâng, màn máy của thủ Mạnh Hào. Nào, một tân thịt nhẹ kích 4 nào. 59 dân kìa. Hoàng Mai Nhi sóc 59 dân và Hoàng Mai Nhi cũng sẽ lên 4 đấy. Em nghĩ là anh nên ra dòng dần cung A lên nhà Hoàng Mai Nhi đi. Không tí nữa đạp đôi là nhà anh là mới bị đạp vào là nát gáo đấy. Kích nào. Rồi kích 4 thành công thì những thủ Mạnh Hào với tham lai 123/156 mình. Bây giờ sẽ tăng Nga và sóc châu cung ra để đẩy. Và tên này thì... Và màu 3 chỉ đứng lòng vòng quanh nhà bắt quân thôi. Nhà màu 4 thì xấu. Và có chém màu 4 đẩy vào nhà những thủ Mạnh Hào đây. Bo nhà lại anh ơi. Tham lai là 122/156. Ok. Ở dưới xếp máy bản đồ cũng có đấy anh Hào ơi. Kìa, xếp máy bản đồ 9 giờ.
Vâng, Cam Quýt đang xin lỗi là game thủ xi măng đang lao vào tên này. Mạnh Hào đang đi khoảng 3 kích cung A lên nhà Hoàng Mai Nhi. Vâng, 3 kích cung A của game thủ Mạnh Hào để nhà Hoàng Mai Nhi. Ở nhà hãy cẩn thận bị lọt. Cho cung A vào bắt tên này đi. Lùi lại về E nào. Ok. Vâng, bắt nốt với con chém gờ đấy trong tay của game thủ xi măng và chú ý tân đi công. Thôi được rồi, không cần đâu. Cam kia. Bỏ ba đang tình huống mà bắt đường đi quân của game thủ Mạnh Hào. 98 đen BG em ơi. Vâng, thông tin báo về màu 3 bung hết ruộng chính khi 98 lao vào. Các bạn nhìn thấy trên bản đồ con chấm màu 7 đang ở giữa nhà game thủ Hoàng Mai Nhi. Và đây là cung A hai áo của game thủ Mạnh Hào. Vâng, thông tin báo về màu 3 chết hết sạch rồi. Mạnh Hào lên 4 xăng nâng cấp lửa. Vâng, nâng cấp tầm xa, nâng cấp đào vàng, nâng cấp bắn chặn các kiểu nâng cấp luôn. Vâng, rất nhiều vàng quanh nhà cho game thủ Mạnh Hào. Tham lai là 120. Vâng, chém hai cái e rồi bạn cũng không thể vào được nhà Mạnh Hào. Mặt dưới sát mép 9 giờ lên cả giáp 6 luôn cho bạn khỏi chém. Chú ý tấn công dí lên anh Hào ơi. Màn máy của U98. Vâng, đang ngoáy ở trong ruộng chính của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và Hoàng Mai Nhi chết rất nhiều dân trận thiếu này rồi. Vâng, tỷ số sẽ là 2-0 ở trong trận đấu thứ hai dành cho game thủ Team K2B. Không có cửa cho đội bạn nữa. Vâng, 14 xi măng chắc đang tìm chỗ nào đó để hồi nhưng cũng chỉ là Grex mà thôi. Vâng, 98 nó có rất nhiều lạc đà của Katarian la vào ngoáy trong này. Và 11 cũng đang về nhà Hoàng Mai Nhi hồi rồi. Ruộng chính đội bạn đang không thể làm ăn. Tham lai 17. Và màn máy game thủ chim sẻ nhắng tham lai là 23. Tìm lại trên góc 12 giờ nhá, hưởng quản 12 giờ nhá. Và màn máy game thủ Mạnh Hào. Tham lai của anh đang là 124/160 rồi. Văn Hưởng đã đi quản bản đồ. Và thông tin báo về tham bị đè xuống. Và cung A đã là cung A lửa và bắt đầu khạc vào những con cung lửa của Seng cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Và chỉ là cung lửa Seng thôi, xem đội bạn có nhà nào to mà đẩy. Và thông tin báo về không nhà nào hồi á. Thế thì màu 3 đỡ nào được 3 kích cung A min man đời 4 này nữa. Lên tầm xa 7 cộng 5 nhanh hào. Vâng, lên tầm xa 7 cộng 5. Giáp 6 lên xong rồi. Và thông tin báo về từ Văn Hưởng là Hoàng Mai Nhi lại mất tiếp ruộng chính tuần nữa. Rất tốt dành cho game thủ Văn Hưởng khi được cầm những con hỗn đà của Babylon. Và gần như là không cửa thua trận đấu này dành cho game thủ Team KTV rồi. Tuyệt vời. Màn hình máy của game thủ Mạnh Hào ốp đến nhà BA của Hoàng Mai Nhi. Thậm chí anh còn chưa lên 4. Thậm chí anh còn chưa lên 4. Và tụi bạn còn cái gì để chơi nhở? Hay là 14 lên 4 Grex à? Vâng, cái gì đây, cung rời xi với cung rời xe ra đấu cung A min oan. À đây đây đây, vâng, chém Grex về và bảo hộ cái giáp 6 rồi. Màn hình máy của game thủ Văn Hưởng liên hoan xác thịt em ơi. Liên hoan em ơi. Vâng, tỷ số là 2-0 ở trong trận thứ hai dành cho game thủ Team K2. 5 trận thắng liên tiếp. Vâng, chuẩn bị được 6-0 rồi. Vâng, 6-0 ít nhất là được 2,5 triệu. Vâng, 6-0 ít nhất được 2,5 triệu. Ok. Ok, ok. Và chúng ta cùng chờ đợi đến trận chung kết đầu tiên dành cho team Hà Nam ở trong trận đấu thứ hai. 5-0 dành cho team Game TV. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo rồi.